phổ biến nghị quyết cho chị em. Nghị quyết của ban lãnh đạo chống khủng bố, bảo vệ các cháu và chị em thanh nghén. Có chuyện gì buồn vậy anh Hiếu? À không. Sao nhà chị không sang sông với chồng? Ở lại làm gì cho nó khổ? Có phải mỗi lúc mà bỏ làng bỏ nước đi được? Anh Hiếu à? Anh Hiếu, sao anh không ở lại ngoài Bắc, lại vào đây? Ở ngoài làm ăn cày cấy với bà con có tốt hơn không? Hiếu ơi, giúp tôi với. Không, không. Anh Hiếu, chị em tù khát cháy họng. Anh Hiếu à, giúp tôi với, ơn anh. Đủ rồi, để đồng chí khác. Trần Văn Lành, quan Trung Lương, đi chạy cải huấn Phú Lợi. Mai ơi, chúng nhau làm loạn hả? Tên tôi. Ai tổ chức cho mày ở lại? Tôi ở lại quê như mọi người. Ai tổ chức cho thằng Lành đem xác cả Thuận sang bờ Bắc? Tôi không biết. Mày có thương đứa con trong bụng mày không? Thương lắm. Thế thì khai ra. Không mới có. Có nữa không? Tội cho người oan uổng thầy ạ. Gan gì? Sao? Tao đánh cho mẹ không còn.
con. Diệu. Bà già ơi, sao đi lại lung tung thế này? Sắp ra tù rồi mà còn cứ quanh quẩn ở đây. Tao có phải ăn cháo loãng, uống nước lã, cũng đợi cho nó mẹ tròn con vuông tao mới ra tù. Người sống hơn đống vàng, chú có vợ con không? Đỡ tay vào đây. Con chết mất, không sống được. Phí phui mồm mày, đừng có nói dở. Chết là chết thế nào? Mày không thương cái thân mày thì thôi, mày phải thương mấy đứa con. Không phải nó là hòn máu riêng của mày. Đỡ vào. Này này, hả? Chúng mày muốn ăn đòn không? Hả? Con Diệu đâu, ông đoàn trưởng? Dạ, sợ nó ngoẻo ở đây, lôi nó xuống nhà giam rồi ạ. Phải trừ cỏ tận gốc, không được để thêm một tên cộng sản con ra đời. Mảnh vải lót, chẳng lẽ để chị đẻ trên sàn đá lạnh sao? Diệu, làm cát, ra ngay. Cho lên phòng thuốc để. Còn Diệu Tuyến ra mau lên. Con, bà con làm như vậy? Bọn chúng tôi thi hành chính sách nhân đạo của quốc gia. Chị em nào sinh đẻ nên phòng thuốc, có bà đỡ chăm sóc. Có phải vậy không, ông đoàn trưởng? Yeah.
Bố nên con. Nín thở. Thì chút nó kêu mẹ thức con. Xem. Kêu riêng lúc này không đúng lúc đâu con. Há mồm thở rồi gắng lên chút nữa con. Gà nòi đây. Đồ ngu. Sao? Ở đây không yên với chúng nó đâu. Mẹ ơi, đây là hòn máu của anh ấy. Có cách nào mẹ đưa cháu sang? Mẹ hiểu. Không phải mẹ không muốn đưa cháu sang bờ Bắc với cha nó, nhưng con mình thế. Con người thì sao? Làng nước trông vào. Con mẹ lành, vừa bỏ đứa con mới đẻ. Nó khỏe, sữa nó tốt. Cứ để tao liều mạng đem con mày về cho nó nuôi. Chúng tao còn thì con mày còn. Không ưng sao? Không. Mẹ để con bé cháu thêm một chút nữa thôi.